Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 309 của bộ tiểu thuyết Tài kỳ mang tên Thần Y ở rẻ, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi lấy được quyền chủ động, Thái Thương Long lại ra tay với Phan Lâm một lần nữa. Hắn ta rõ ràng cảm nhận được thân thể của Phan Lâm run lên một cái. Thái Thương Long ánh mắt lộ rõ vẻ dữ tận cùng với hưng phấn, cười tùm tìm nói. Nếu như đổi lại là ta, thì ta nhất định sẽ không phạm phải loại sai lầm ngu ngốc này. Đối đãi với kẻ thù, nhất định phải đem hắn đuổi cùng giết tận, nhất định không thể để hắn cầu xin mà tha thứ có thể giết thì liền giết ngay không chút thù hận lưu tình hiện tại xem ra ngươi không hiểu đạo lý này rồi thật sự là quá đáng tiếc lâm thần y đáng tiếc sao là đáng thương đó phàn lầm nhổ ra một ngụm máu tươi cười nhạt một tiếng hoàn toàn chính xác là đáng thương chẳng qua lúc này ngươi còn cười được vậy thì cứ cười tiếp đi thái thường lòng cười nói ta cũng cảm thấy vậy đáng thương buồn cười hẳn là ngươi đi Phan Lâm nghiêng đầu mỉm cười đáp lại. Thái Thường Long khẽ giật mình. Ngươi là có ý gì chưa? Vẫn chưa rõ ràng sao? Kỳ thật ngay từ đầu ta liền không nghĩ sẽ bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi thật sự cho rằng là ngươi đánh lén được ta sao? Phan Lâm cười nhạt nói. Nhìn lại xem cánh tay của ngươi đi. Thái Thường Long hô hấp siết chặt, vội vàng cúi đầu lại. Lại phát hiện ra hai cánh tay của mình chẳng biết từ lúc nào đã là một màng đen kịt. Nhìn bộ dáng này chính là hắn đã trúng độc. Hắn cà kinh, đột nhiên rút ám khí từ lưng của Phan Lâm ra, lùi lại mấy bước về sau, chừng to ánh mắt nhìn hai cánh tay của mình, giọng run rẩy Tay của tôi, người, người đã làm gì tay của ta? Người bên dưới lôi đài bỗng xôn xao nhìn lại, tất cả đều kinh ngạc. Đây là lâm thần y làm ư, trời ạ, à, kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Thái thương lòng, tay của ngươi như là đã bị trúng độc rồi đấy một tiếng nói vang lên làm sao giết ngươi chẳng lẽ là chị thương cho ngươi hay sao phan lâm cười nhạt nói tại sao có thể như thế chứ ngươi ngươi đã hạ độc ta từ lúc nào thái thương lòng mở to mắt run rẩy nói không thành tiếng ngươi đoán xem ta chạm vào ngươi lúc nào <laughs> phan lâm hỏi ngược lại thái thường lòng khẽ giật mình lúc này mới ý thức được là phan lâm kia cố ý đến đỡ mình là có mục đích gì lúc đó phan lâm đã dùng hai tay của mình âm thầm hạ độc chẳng lẽ khi đó người đã có ý định hạ độc ta rồi ư ừ. thái thường lòng kinh hãi nói đúng cho nên lắng ngay từ đầu ta không hề có ý bỏ qua cho ngươi đâu phan lâm bình tĩnh nói khốn kiếp ti tiện thái thường lòng tức giận chửi lớn tiếng người cũng có cách mắng ta ti tiện sao Phan Lâm lắc đầu cười. Họ Phan kia, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Coi như ta trúng độc thì sao chứ? Ngực của ngươi cũng bị ta đâm trúng rồi. Hiện tại, ngươi so với ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu. Thái Thương Long gằn giọng nói. Chỉ như vậy mà liền gọi là trọng thương sao? <laughs> Thái Thương Long, ngươi không phải là quá coi thường ta rồi đấy chứ? Phan Lâm cười nhạt một tiếng, trực tiếp lấy ra mấy cỗ ngân châm, đâm vào trên thân thể. Chỉ một thoáng, máu tươi trên ngực ngừng chảy, mà miệng vết thương cũng chớp mắt liền lành lại. Toàn bộ cảnh tượng tựa như quá thần kỳ. Trên đài, dưới đài, toàn bộ người đều ngây ngốc. Đây chính là cực đại y thuật hay sao? Thái thường lòng cũng thất thần. Hắn đã mất tinh thần, nội tâm cũng là hoảng loạn, không thể bình tĩnh nổi nữa. Người trước mặt này thật sự là không thể đánh thắng, dù là đánh lén thì cũng không thể. Hắn tựa như một ngọn núi lớn, khiến cho thái thường lòng bị đè tới không thể thở nổi. Hiện tại, hắn chỉ muốn mạng sống chỉ muốn tiếp tục sống đừng có giết ta lâm thần y đừng có giết ta thái thường lòng có chút sụp đổ vội vàng gào thét còn cầu xin tha thứ sao đã không có ích lợi gì nữa rồi phan lâm lắc đầu không lâm thần y lâm thần y lúc này là ta thật tâm ta xin mang chiếc danh thiên kiêu này giao lại cho ngài chỉ cần ngài không giết ta ta sẽ mang tất cả vật quý dâng lên cho ngài van cầu ngài cầu xin ngài mà Tên cáo già lúc này quỳ trên y đài liều mạng dập đầu xin tha. Chán hắn đập mạnh xuống y đài, âm thanh đau đớn phát ra, khiến cho mọi người xung quanh đều khiếp phía. Chỉ chốc lát sau, thái thường lòng chính là máu chảy đầy mặt, chật vật mà giữ tợn. Phan Lâm đi tới, nhặt lệnh bài biểu trưng cho tam đảng thiên kiêu lên. Xem qua một chút, bình tĩnh nói. Người, lùi xuống trước đi. Vệ Hoàng Công đứng ở bên cạnh sững sờ. Đến nước này rồi mà Phan Lâm còn không giết hắn sao? Sư phụ, người... Vệ Hoàng Công muốn hỏi nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Đám người xung quanh cũng đều là sững sờ, không đoán được đây là chuyện gì. Đa tạ lâm thần y, đa tạ lâm thần y. Thái thương Long điên cuồng chạy thục mạng xuống dưới lôi đài. Hắn như phát điên, muốn thật nhanh rời khỏi nơi này. Đứng lại! Phản lầm lớn tiếng. Thái thương Long đột nhiên dừng bước, run run dày dày nhìn về phía hắn ta. Ai bảo ngươi đi, Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói: Lâm thần Y, cái này Thái Thường Long sợ hãi không thôi. Chẳng lẽ Phan Lâm muốn đổi ý sao? Ta không nói để ngươi đi. Trước tiên đứng đợi ở phía dưới đi. Phan Lâm lạnh lùng nói: Được, được rồi. Thái Thường Long liên tục gật đầu. Hắn co rúm người lại đứng ở một bên, hoàn toàn không giống như trước kia mang bộ dạng ngông cuồng của Tam Đẳng Thiên Kiều nữa. Hắn ta lúc này nhìn còn không bằng con chó canh cửa. Đám người thổn thức, nhưng cũng đều là không rõ ý đồ của Phan Lâm. Vì sao một lần nữa lại tha cho Thái Thương Long chứ? Phan Lâm đến cùng là muốn làm gì đây? Ai cũng không biết được. Tốt, kế tiếp, còn có ai muốn khiêu chiến với tôi không? Mời lên đài đi. Lúc này Phan Lâm hướng về phía đám người bên dưới lôi đài la lớn dưới lôi đài mọi người đưa mắt nhìn nhau không một ai dám lên tiếng đến thái thương long vô địch thiên hạ còn bị phan lâm không tốn chút sức lực nào mà đánh bại thử hỏi xem bọn hắn lấy cái gì để thi đấu đây tôi lăng tiêu trạch từ bỏ thái vũ thần đăng nguyện nghe lệnh của lâm thần y lúc này tất cả mọi người trong lăng tiêu vội vàng la lên những người khác thấy thế cũng nhao nhao lên tiếng tôi cũng nguyện ý từ bỏ thái vũ thần đăng lâm thần y chúng tôi phục ngài còn có tôi cũng nguyện ý từ bỏ thái vũ thần đăng lâm thần y chúng tôi nguyện ý từ bỏ tôi cũng từ bỏ tiếng hô hoán không ngừng tất cả mọi người đều thuần phục không có người nào dám không từ bỏ thiên diệp kinh ngạc nhìn một màn này rơm rớm nước mắt hắn không dám nghĩ tới trận đấu đoạt thái vũ thần đăng sau cùng lại kết thúc như vậy lâm thần y là tôi xem nhẹ ngài rồi là tôi xem nhẹ ngài thiên diệp nhìn qua trên lôi đài thân ảnh uy phong lẫm liệt kia thì thầm cảm thán rất tốt phan lâm nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn lại hướng thái vũ thần nữ cách đó không xa mở miệng nói thần nữ đại nhân trận này tôi toàn thắng dựa theo giao ước ban đầu xin hãy đem thái vũ thần đăng giao lại cho tôi thái vũ thần nữ hờ hững nhìn chăm chú lên phan lâm giờ khắc này Cô ta lại không có lên tiếng. Đám người bỗng nhiên giật mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Kết quả đã rõ. Vì sao Thái Vũ Thần Nữ lại không nói lời nào chứ? Tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng về phía Thái Vũ Thần Nữ nhìn lại. Nhưng mà sau một lát, cô ta gật đầu nói. Người chờ một lát. Nói xong thì liền quay người đi về phía Thái Vũ Thần Miếu. Tất cả mọi người mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tòa đại điện chờ đợi thái vũ thần nữ mang thái vũ thần đăng ra mặc dù bọn hắn không chiếm được thái vũ thần đăng nhưng bất luận là ai đều muốn một lần được nhìn thấy thái vũ thần đăng một lát sau thái vũ thần nữ mang ra một viên kim cương có màu huyết rồng liền nhìn về phía phan lâm ném tới thái vũ thần đăng ở đây đón lấy phan lâm bay lên chắp một tay sau lưng tay còn lại thì chuẩn xác đón được vật báu quá tốt bọn người vệ hoàng công mừng rỡ mà hô lên bắt được rồi bắt được rồi tử huyền thiên ta có thể được cứu rồi tất cả môn đệ của tử huyền thiên cũng vô cùng kích động ông trời phù hộ tử huyền thiên ta rốt cuộc thì cũng có thể vượt qua kiếp nạn này thiên diệp thở dài nhẹ nhõm có thái vũ thần đăng rồi rốt cuộc thì cũng có thể chấn an được vị trường lão kia tử huyền thiên cũng xem như là vượt qua một kiếp đại nạn trưởng môn nhất định sẽ rất vui mừng. Mau đi thôi, phải báo ngay tin này cho ngài ấy biết. Nhưng sau khi quan sát một hồi, Phan Lâm liền ngẩng đầu lên, không chút biểu cảm mà nói. Kim cương thái vũ thần đăng này là giả. Cái gì? Toàn thể mọi người đều kinh ngạc. Ai dám tin tưởng Phan Lâm thế mà nói ra lời như vậy chứ? Thái vũ thần nữ, lông mày thanh tú bỗng nhiên nhăn chặt lại. Người nói cái gì? Thái vũ thần đăng này sao có thể là giả được? Người là đang xì si dục ta sao? Coi thường thái vũ thần miếu của ta hay sao? Mọi người đều há miệng, trợn mắt, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Ai cũng không dám tin, người trước mặt này lại dám chất vấn thái vũ thần nữ. Sư phụ, chuyện này sao có thể chứ? Thái vũ thần nữ sẽ không lừa gạt chúng ta đâu. Ngài chắc chắn đã khẳng định nhầm rồi. Về Hoàng Công vội vàng thấp giọng nói, nếu là chọc giận thái vũ thần nữ, e là không xong đâu. Người này so với Thái Thương Long còn có phần ngông cuồng hơn hẳn, đắc tội với thần nữ, đám người này còn có thể rời đi được hay sao? Đám người từ huyền thiên vội vàng thuyết phục, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu liên tục. Các người cầm kim cương già trở về, như thế mà giao ra ư, vì trưởng lão kia không phải là ngu xuẩn đâu. Nếu như hắn biết đây là kim cương già, tất nhiên sẽ càng thêm phẫn nộ. Đến lúc đó, đám người của từ huyền thiên các người có phải là sẽ tiêu đời rồi hay không? cái này đám người từ huyền thiên ngậm miệng mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết văn lâm đang nói thật hay giả nữa phải biết rằng hắn cũng chưa từng được chạm tay vào kim cương thái vũ làm sao có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả làm sao có thể khẳng định được viên kim cương trong tay kia là kim cương giả chứ tóm lại ta giao kim cương thái vũ cho các người những chuyện khác ta không quan tâm nếu như ngươi cho là giả, ngươi có thể không cầm, không ai ép ngươi hết. Tỷ thí đã kết thúc, các người mau chóng rời đi, đừng có quấy nhiễu nơi thanh tịnh này của ta nữa. Thái vũ thần nữ hử lạnh, vung tay lên hạn lệnh đuổi khách. Đám người không ngừng nhìn về phía cô ta để đáp lễ, sau đó thì nhao nhao muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng Phan Lâm lại không chịu, trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống, sắc mặt không chút thay đổi nói. Thái vũ thần nữ, nếu như hôm nay Người không cho ta một lời giải thích hợp tình hợp lý. Chuyện này không thể cứ như vậy mà bỏ qua được đâu. Ta liều chết, tham gia giao đấu để đoạt được thái vũ thần đăng. Người lại như vậy mà mang đồ già ra muốn đuổi ta rời đi. Sao có thể như vậy được chứ? Nghe đây, hoặc là ngươi ngay bây giờ giao ra thái vũ thần đăng, viên kim cương thật ra đây, hoặc là ta sẽ tự tay vào thái vũ thần miếu lấy. Lời này mới thốt ra, tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Làm càn, Thái vũ thần nữ giận tím mặt, nhìn chầm chầm vào Phan Lâm hét lớn. Tiểu tử kia, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám xâm nhập vào thái vũ thần miếu. khinh thường thái miếu của tổ tông ta ư, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? khinh thường sao? Ngươi khinh thường tất cả các cao thủ ở đây là thái vũ thần nữ ngươi mới đúng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà vi phạm ước định trộm long cháo phụng, lừa gạt thế nhân. Quả thực là quá vô liêm sỉ. Loại người như ngươi không phải là đã làm mất hết thanh danh của Thái Vũ Thần Miếu hay sao chứ? Thái Vũ Thần Nữ tức giận vô cùng, toàn thân phát ra sát khí bộc phát. Mọi người ở đây đều bị dọa cho sợ hãi, ngay lập tức lùi lại phía sau. Cho dù là mấy người thiên diệp thì cũng sợ hãi vô cùng. Lâm Thần Y, ngài điên rồi sao? Như thế này chúng ta sẽ liền mất mạng mất. Bác Hiên Trường đứng phía sau, ngơ ngác thất thần, vội vàng gào thét. Hắn cảm nhận được Thái Vũ Thần Nữ tức giận thật rồi. Hắn tin rằng, một khi Thái Vũ Thần Nữ mất khống chế, kẻ gặp họa không chỉ có một mình Phan Lâm, mà còn là tất cả những kẻ có mặt ở đây hôm nay nữa. Nhưng mà Phan Lâm, căn bản là quan không được nhiều như vậy. Đối mặt với sát khí tỏa ra từ Thái Vũ Thần Nữ, hắn ta không biến đổi sắc mặt, thần sắc bằng lãnh hướng về phía trước đi tới thái vũ thần nữ cứng đơ không dám tin tên phan lâm này lại ngang nhiên như thế hắn là quyết đối đầu tới cùng cô ta tức giận ánh mắt sắc lạnh nhìn thần mỹ sau lưng im lặng một lát rồi cất giọng ra lệnh dừng lại phan lâm dừng bước lại thấy sát khí tỏa ra từ thái vũ thần nữ thần ảnh đó đột nhiên biến mất sau đó thì thấp giọng nói người không hài lòng vậy thì được thôi ở đây chờ ta một lát ta đi vào sẽ liền ra ngay có thể phan lâm gật đầu thái vũ thần nữ lúc này quay người tiến vào trong thần miếu cái gì đám người ha hốc miệng tròn tròn mắt đây là có chuyện gì vậy chứ thần nữ đại nhân thế mà lại không có động thủ mà còn quay trở lại miếu người chịu khuất phục ư chẳng lẽ hết hay đúng như lâm thần y vừa nói viên kim cương này là giả đồ thật đã bị thái vũ thần nữ hoán đồi rồi sao trời đất nếu là như vậy Lâm Thần Y, làm sao mà phân biệt được thật giả đây? Đừng nói là hắn đã từng được nhìn thấy Kim Cương Thái Vũ thật. Đám người bàn tán xôn xao kinh ngạc đến cùng, mấy người Thiên Diệp cũng sừng sốt, liếc phía sau, Thiên Diệp vội vàng chạy tới lên tiếng hỏi, "Lâm Thần Y, chuyện này là sao đây? Kim Cương Thái Vũ, Thái Vũ thần đăng kia là giả thật ư?" "Không, Kim Cương là thật." Phan Lâm đem Kim Cương Thái Vũ giấu vào trong ngực của Thiên Diệp thấp giọng nói, người lập tức mang thứ này rời đi, hãy về từ huyền thiên đi. Cái gì? Thiên Diệp ha hốc miệng, là thật sao? Vậy tại sao người nhất định kêu đây là giả chứ? Còn nữa, thái vũ thần nữ, tại sao còn trực tiếp quay trở lại thần miếu? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám người từ huyền thiên vây quanh Phan Lâm, vội vàng hỏi thăm. Chớ có hỏi nhiều như vậy, đi mau đi. Còn nếu như ngươi không đi, tối nay mà đi thì không đi nổi nữa. Phan Lâm quát khẽ. Nhìn thấy vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm túc như thế, đám người của tử huyền thiên liền ý thức được có điểm gì không đúng. Thiên Diệp khẽ chớp chớp mắt, giống như là đã đoán được điều gì, nghiêng đầu nhà giọng nói. Về Hoàng Công, người lập tức mang theo Kim Cương Thái Vũ, trở về tử huyền thiên. Phó trưởng môn, vậy ngày không về sao? Về Hoàng Công sững sờ hỏi. Ta ở lại đây trợ giúp Lâm Thần Y. Thiên Diệp trầm giọng nói. Cái này... Đi mau. Thiên Diệp nghiêm túc quát vệ hoàng công khẽ giật mình quan sát thiên diệp lại hướng về phía phan lâm nhìn lại phan lâm hít một hơi thật sâu từ tốn nói ngài phó trưởng môn đã muốn ở lại vậy thì liền ở lại đi hoàng công ngươi trở lại đi yên tâm ta sẽ không để cho những người này đuổi theo sẽ không ai để ý tới các ngươi đâu đám người vệ hoàng công không thể làm gì khác gật đầu tuân lệnh vậy thì tốt ta liền đi về trước phó trưởng môn sư phụ các người yên tâm khi nào về tới từ huyền thiên, tôi sẽ liền nói để trường môn nhân đến đây giúp đỡ hai người. Về Hoàng Công không phải là đổ ngốc, cũng ý thức được tình huống dường như rất nghiêm trọng. Lúc này quay người dẫn đầu đoàn người chạy xuống dưới núi. Những người khác thấy thế, cũng muốn rời đi. Phan Lâm lại quát khẽ. Ai cho phép các ngươi rời đi? Lâm thần y, ngài còn có gì giao phó sao? Bác Hiên Trường sắc mặt không được tự nhiên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ở yên đây, Chờ tới khi ta lấy được Thái Vũ Thần Đăng Thật, viên kim cương thật kia ra thì các người mới được phép rời đi. Phan Lâm lạnh lùng nói, đám người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng thì vẫn là không dám trái lệnh. Thái thường lòng như vậy, còn bị đánh bại, bọn hắn lấy cái gì ra để mà chống lại Phan Lâm đây? Mọi người ngoan ngoãn chờ đợi, Phan Lâm cũng hờ hững nhìn chăm chú lên Thái Vũ Thần Miếu. Thần sắc trở nên có chút ngưng động, thiên diệp hít sâu vào một ngụm khí lạnh cũng đang điều chỉnh lại trạng thái đại khái khoảng ba bốn phút sau thái vũ thần nữ chậm rãi đi ra ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lên trên thân thể của cô ta thái vũ thần nữ im lặng một lát tĩnh nói người đã cho rằng viên kim cương thái vũ kiên là giả vậy đây ta đã mang bào bối khác của thái vũ thần miếu được chưa bào bối gì Phan lầm nhàn nhạt, nhạt hỏi thái vũ thần nữ không nói liền xòe tay ra là một sợi dây chuyền tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, tất cả mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Vật này tên là Vượng Hoàng Thần Xích, cũng là bảo bối của Thái Vũ Thần Miếu ta, nó hẳn là có thể khiến cho ngươi an tâm, đúng chứ? Vượng Hoàng Thần Xích sao? Chưa từng nghe qua, không nghĩ tới trong Thái Vũ Thần Miếu còn có bảo bối như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Phía sau mọi người đều kinh hô, mặc dù không biết dây chuyền kia công hiệu như thế nào, nhưng nhìn qua, bộ dạng này cũng biết đoán được đây không phải là vật tầm thường. Vương Hoàng thần xích sao? Nó ẩn chứa sức mạnh gì đây? Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt hỏi. Đeo sợi dây chuyền này, người có thể tăng sức mạnh của cơ thể lên gấp 3 lần. Hơn nữa, nó còn có thể tăng tốc độ từ phục hồi của cơ thể, tốc độ phục hồi của nguyên khí và thậm chí là tốc độ tu luyện của người nữa. Đeo dây chuyền này thì có thể dễ dàng tu luyện trở thành tuyệt thế võ lâm, thần bất do kỳ, quan trọng nhất, chỉ cần ngươi còn thở mà đeo sợi dây chuyền này, ngươi sẽ không thể chết, cho dù là bị thương nặng, nó cũng có thể từ từ chữa lành cho ngươi." Thái Vũ thần nữ nhàn nhạt nói. Những lời này vừa dứt, tất cả mọi con mắt ở đây đều như rực lửa, thế mà còn có sợi dây chuyền thần kỳ như vậy. Nếu là như vậy, dùng Kim Cương Thái Vũ đổi lấy vật này, không thiệt mọi người nghị luận ở Mỹ, mỗi một khuôn mặt bên trên đều tràn ngập ao ước. Bảo bối như vậy, ai không muốn có đây? Nhưng mà Phan Lâm lại có vẻ mặt mười phần bình tĩnh. Hắn đi tới, tiếp nhận lấy vượng hoàng thần xích hờ hững nhìn qua, sau đó tử tốn nói. Xem ra ta đoán không sai, thần nữ đại nhân là gặp phải khó khăn rồi. Thái vũ thần nữ sắc mặt đột biến, trong mắt lướt qua một vẻ bối rối, thấp giọng nói. Cầm đồ vật thì liền đi nhanh lên đi, chớ có ở lại đây mà ăn nói linh tinh cẩn thận người khó giữ được tính mạng đó khó giữ được tính mạng sao? ta trời sinh vốn tính bao đồng thân nữ đại nhân đã gặp chuyện khó xử ta liền muốn quản một chút phan lâm nhàn nhạt, nhạt nói đem sợi dây chuyền đeo lên trên cổ sau đó nhìn chằm chằm vào bên trong thần miếu đột nhiên dùng bộ pháp vọt một cái nhảy vào bên trong đám người xung quanh đều kinh ngạc Ai cũng không ngờ tới, Phan Lâm thế mà lại dám làm ra hành động như vậy. Lâm Thần Y, Thiên Diệp hô hấp không thông, nhưng mà thân ảnh của Phan Lâm đã biến mất sau ngọ môn quan. Hỏng rồi. Thái Vũ thần nữ quá sợ hãi, lập tức quay đầu vào bên trong. Thiên Diệp thấy thế, theo sát phía sau. Bên ngoài, bọn người Di Nguyệt công chúa nhận ra cơ hội tốt để bỏ trốn. Cơ hội tốt, chúng ta mau trốn đi. Đi. Bắc Hiên Trường cũng không chậm trễ, quay đầu liền muốn rời đi. Nhưng bọn hắn vừa muốn thoát đi thì lại bị một thân ảnh ngăn lại. Xem xét rõ ràng là Thái Thương Long. Lâm Thần Y đã nói không cho phép các người rời đi, ai cũng không được rời khỏi nơi này. Thái Thương Long trầm giọng quát. Long Thiên Kiêu. Bắc Hiên Trường sắc mặt thay đổi thấp giọng nói. Người làm cái gì vậy? Bọn hắn đi vào rồi, người cũng có thể thừa cơ mà rời đi ta đã bị lâm thần y hạ độc hai tay trên đời này e là chỉ một mình hắn mới có thuốc giải ta trốn đi cũng là tìm chỗ chết nếu như thả các người đi hắn giận lây sang ta đem ta giết chết thì sao đây cho nên tất cả các người là không kẻ nào được rời khỏi đây không kẻ nào được rời đi hết ngược lại ta muốn các ngươi nhanh chóng tiến vào thần biếu giúp sức cho lâm thần y thái thường lòng lớn tiếng ấy. người đám người chừng mắt, á khẩu, không trả lời được. Có Thái Thương Long chặn ở đây, bọn hắn không thể nào như ý nguyện mà rời khỏi nơi này. Chỉ có thể không cam tâm mà bước vào Thái Vũ Thần Miếu. Bên trong ngôi miếu cổ cũ nát, u ám vô cùng. Mặc dù thần miếu to lớn, nhưng một nửa bên miếu thờ đã sụp đổ. Đi vào sau đại môn, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là đống hoang tàn đổ nát, cột nhà đã đổ, tường đã vỡ, mạng nhện trăng khắp mọi ngóc ngách. Ngay cả bức tượng thái vũ tối cao khổng lồ ở giữa thái vũ thần miếu cũng đã bị hư hại. Mọi người ngạc nhiên thái vũ thần miếu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Một trăm năm trước, thái vũ thần miếu vẫn vô cùng huy hoàng, vang danh khắp thiên hạ. Nhưng bây giờ đây, nó đã quá đổ nát. Không ai biết thái vũ thần miếu thất thù khi nào, mọi người cũng không biết thái vũ thần miếu đã xảy ra chuyện gì một số lời đồn rằng có kẻ phản đồ muốn tranh quyền đoạt vị dẫn đến cuộc nội chiến cũng vì lẽ đó mà thái vũ thần miếu mới sụp đổ một số người khác thì lại nói rằng chính kẻ thù đã tìm cách tấn công thái vũ thần miếu khiến cho thái vũ thần miếu bị phá hủy có rất nhiều các lời đồn đoán khác nhau mọi người cũng không biết từ khi nào bên trong thái vũ thần miếu liền xuất hiện một thần nữ đại hội thái vũ được tổ chức vài năm một lần các món đồ bảo vật liền được mang ra làm phần thưởng cho các cuộc tỷ thí võ công tất cả bọn họ đều không biết mục đích của đại hội này hay nói cách khác là ý đồ của thái nữ thần vũ là gì nữa nhưng nếu như có thể đoạt được bảo vật ai có thể không tham dự đây khi tận mắt nhìn thấy bên trong thần miếu nội tâm của mọi người đều trở nên hoang mang bất ổn đám người đang bước đi liền dừng lại tầm mắt đồ dồn về phía một phía lại nhìn thấy lâm thần y khi nãy cầm đầu xông vào nơi này đang đứng tập trung quan sát pho tượng thái vũ cực đại hắn không di chuyển đang tập trung quan sát thứ gì đó dưới chân pho tượng có một người đàn ông đang nằm thân hình ông ta bê bết máu nằm bất động bên cạnh còn có một thân ảnh khác nữa thoạt nhìn ông ta khá gầy gò ốm yếu lão già một tay nhấn đỉnh đầu của người đang nằm trừng mắt nhìn phan lâm đang tiến lại gần khuôn mặt đầy sự tức giận và bất mãn. Chỉ cần lão già kia dùng sức một chút, đầu của người bên cạnh liền bị bóp nát. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho kinh ngạc không thôi. Là kẻ nào? Tại sao trong thái vũ thần miếu lại còn có những người khác chứ? Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này luôn luôn cho rằng thái vũ thần miếu chỉ tồn tại có một thái vũ thần nữ. Ngôi miếu này tuy đã đổ nát nhưng vô cùng linh thiêng là kẻ nào đã đột nhập vào nơi này, ngược lại còn được thái vũ thần nữ dùng túng cho ở lại đây. Toàn bộ bảo vật đều đã giao cho ngươi, nhưng ngươi lại không từ bỏ, thật là được đằng chân lân đằng đầu. Tiểu tử, ngươi không sợ chết hay sao? Lúc này lão già với bộ dạng cong queo có vẻ tức giận lên tiếng. Phan Lâm không có trả lời mà chỉ vào kẻ đang nằm dưới đất, bị lão nhân kia nắm đầu, lên tiếng hỏi thái vũ thần nữ. Kẻ này là ai đây? đệ tử duy nhất của ta. Thái vũ thần nữ do dự nói. Thật sao? Ta nghĩ mấy năm qua, ngươi tổ chức đại hội thái vũ cũng là vì đệ tử của ngươi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thiên Diệp bên cạnh suy nghĩ không thông liền hỏi. Lâm thần y, người nói vậy ý là có ý gì chưa? Nếu như tòa đán không sai, thái vũ thần nữ tổ chức đại hội thái miếu là muốn đệ tử của mình có thể học lòm được tất cả các tuyệt kỹ võ công trên giang hồ. Ta khi nãy phát hiện trong mật thất có vô số lỗ nhỏ có thể nhìn lén được bên này là nơi quyết chiến giữa các bang phái không hiểu vì sao thái nữ thần miếu lại muốn theo dõi chúng ta ta liền đoán những cái lỗ hồng này là được sắp xếp để cho đệ tử của cô ta chúng ta ở bên trong liều mạng chém giết còn đệ tử của cô ta thì sẽ tập trung ghi chép lại hết tất cả các chiêu thức của các môn phái phục vụ cho việc tu luyện sau này thái vũ thần nữ ta nói đúng chưa Thái vũ thần nữ không lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận. Mọi người lại sững sờ. Thì ra là như vậy. Ta vốn là không hiểu vì sao Thái vũ miếu lại tổ chức cuộc đại hội như vậy. Thì ra là cô ta đã muốn đệ tử của mình học được bí kíp võ công của các bang phái khác nhau trên giang hồ. Nhưng ông già đó là ai? Cuối cùng thì là đã xảy ra chuyện gì? Mọi người càng lúc càng bị dối bời. Phan Lâm nhẹ giọng nói, là hắn đã uy hiếp thái vũ thần nữ. Uy hiếp sao? Mọi người kinh ngạc, vạn phần không thể lý giải. Đây là ý gì chứ? Đám người không thể hiểu nổi. Nhưng thái vũ thần nữ lại mở miệng nói. Tiểu tử, người là làm thế nào mà thấy được ta bị người khác uy hiếp chứ? Ánh mắt, cử chỉ, còn có thái độ của người nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Từ khi cuộc tỷ thí bắt đầu, ngươi liền không quan tâm nữa. Từ cử chỉ thái độ của ngươi là muốn ta cùng với bọn họ mau chóng rời đi, đương nhiên, điểm quan trọng nhất chính là ngươi luôn luôn để mắt về phía bên trong thần miếu, nếu như trong đó không có ai, ngươi đã không cần phải để mắt tới như vậy." Phan Lâm nói, "Ngươi rất thông minh, nhưng có đôi khi thông minh quá ngược lại sẽ đem mình hại chết đó, ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không sợ là bỏ mạng ở nơi này." Thái Vũ thần nữ đè thấp giọng nói, Thần nữ đại nhân, ta đã, đã gặp được chuyện này, tự nhiên là muốn quản một chút. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó tiến lên, hướng về phía lão già gầy yếu kia đi tới. Người tính làm gì? Thần nữ gấp gáp. Dừng lại, lão già quát trói tay. Không đợi Phan Lâm động thủ, thái vũ thần nữ lập tức ngăn cản hắn ta lại, giữ tợn nói. Các người tranh thủ thời gian cút đi cho ta, chuyện của ta không cần các người nhúng tay vào. Thần nữ đại nhân khẩn trương như vậy, Xem ra là ngươi đã rất coi trọng tên đồ đệ này. Phan Lâm cười nhạt một tiếng. Cũng đúng thôi, ngươi tổ chức cái gọi là Đại hội Thái Miếu chính là muốn cho đồ đệ học tập các môn võ công có trong giang hồ, đem hắn rèn thành một kẻ có sức mạnh vô song, bất khả chiến bại. Ta nghĩ chắc hẳn hắn là một kẻ trời sinh cực kỳ thông minh. Người như thế mất công rèn dạy cho hắn ta, không tiếc dùng vật báu trong thái miếu để chiêu dụ các bang phái. Có thể thấy, người là đem hết kỳ vọng ký thác lên người của hắn ta ta đoán người muốn thông qua hắn ta để gây dựng lại thái vũ thần miếu đúng chứ đúng thế thì sao nào hắn là thái vũ thần miếu tương lai ta không cho phép hắn xảy ra chuyện cho nên ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ nếu không ta liền giết chết ngươi thái vũ thần nữ lạnh lùng như băng nói ta chỉ là muốn giúp ngươi thôi Hả? ta nhìn ngươi cũng có mục đích khác nếu không, ngươi có vô cớ vì sao lại giúp ta chứ? Thần nữ đại nhân, người quả nhiên là không biết phân biệt tốt xấu. Nếu như chúng ta rời đi, người làm sao có thể đối phó lại lão già này đây? Hắn đang uy hiếp đồ đệ của ngươi. Muốn ngươi làm gì, ngươi đều phải nghe theo. Nếu như hắn thừa cơ giết ngươi, ngươi căn bản là không có phòng bị được. Thà rằng như thế này đi, ta giúp ngươi động thủ. Không, ngươi lập tức cút đi cho ta. Thần nữ đại nhân, không đi có đúng không vậy được ta tiễn ngươi đi thái vũ thần nữ giận dữ quát thét lên trực tiếp ra đòn tấn công phan lâm phan lâm thần ảnh vô cùng nhanh nhẹn liền tránh được một trường ngược lại không khách khí nhắm chúng thái vũ thần nữ mà ra đòn phản công thái vũ nữ lập tức lui lại không biết tốt xấu đã như vậy ngươi cũng đừng trách ta phan lâm quát lạnh toàn thân bừng bừng sát ký dồn lực giao đấu khốn kiếp Thái vũ thần nữ giận tím mặt, liên tiếp ra đòn tấn công. Đôi bên ngay tại thái vũ thần miếu đồ nát này, chém giết lẫn nhau. Tất cả những kẻ có mặt ở đây đều bị dọa đến ngây người. Điên, điên rồi, lớp thần y điên thật rồi. Hắn thế mà lại dám đối đầu với thái vũ thần nữ động thủ. Hắn muốn chết sao? Hắn coi thái nữ là thái thương long ư. Hắn sao có thể đấu lại được chứ? Đám người kinh ngạc không thôi. Thái thương long mặc dù là tam đảng thiên kiêu, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Hắn ta sở dĩ, được người đời kính trọng là vì bẩm sinh có thiên phú, tư chất rất thông minh, là một trang tuấn kiệt, là một trong ba người trẻ tuổi mạnh nhất mà thái vũ thần nữ cũng nằm trong số đó. Thái thường lòng dù lợi hại thì cũng không dám động thủ với thái vũ thần nữ, nhưng Phan Lâm thì lại ra đòn tấn công sau. Đôi bên đánh ngang tải ngang sức, ta một trường, ngươi một trường khó phân cao thấp đám người liên tiếp lùi về phía sau, con mắt tròn tròn. Thiên Diệp lồng mì gãy nhúc nhích, luôn luôn cảm thấy có điều không thích hợp ở đây. Bất ngờ, phản lầm chúng một trường của thái vũ thần nữ bị đánh bay ra sau, rời chúng pho tượng bên kia. Thế nhân kinh hồ mà lão già đang cong queo cảnh pho tượng lập tức biến sắc, đã nhận ra điểm không thích hợp. Liền muốn kéo tên đệ tử đang nằm trên đất kia lui về phía sau. Nhưng ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Phan Lâm đột nhiên thay đổi tư thế, dốc lực, đánh một trường trúng ngực của lão già kia. Lão già bị đánh bất ngờ, không có sự phòng vệ, liền chết ngay tại chỗ. Tất cả đều xôn xao. Thì ra, Lâm Thần Y cùng với Thái Nữ là giả bộ chém giết, dương đồng kích tây. Bắc Hiên Trường nghẹn ngào nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 309 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.